Hello anh Khánh. Bật camera và bật mic lên con ơi. Anh Khánh ơi, nghe thấy cô không? Anh Khánh ơi. Từ chứ cô. Con ơi, con đang vào học muộn rồi đấy. Con tắt cái filter đi. Con ơi nhanh lên, cô không có nhiều thời gian cho con chuẩn bị để vào học đâu. Con có tắt được không anh Khánh? Chờ đây cô. Nào, hôm nay chúng ta sẽ học sang phần reading và writing. Phần đầu tiên look and write, nhìn và viết. Chúng ta sẽ có các cái từ vựng ở phần bên trái và nhiệm vụ của con là con sẽ xem cái câu ở phần bên phải nó miêu tả về cái sự vật nào thì con sẽ điền vào những cái chỗ trống đó, có hiểu không anh Khánh? Có. Nào, con làm cho cô đi. Điền từ câu 1 đến câu 5 đi. Làm nhanh lên nha.
Tôi gọi là xong rồi. Nào, cô chữa bà nhá. Câu số 1 con điền là gì? Salad. Salads. Salad. Chính xác. Câu số 2 Dictionary. là gì? Dictionary. Dictionary. Làm sao mà dictionary được? Dictionary là cái từ điển mà đây nó nói là VD someone. Đây là một ai đó. A uniform. Who works in the theater, in films or TV. Làm việc ở trong một cái dạp chiếu phim, dạp hát, trong một cái chương trình phim hoặc là trong TV. Thì đây phải là một người diễn viên, an actor. Câu số 3. Diễn viên làm sao mà diễn không được TV? Làm sao cô không nghe thấy? Con nói to lên làm sao? Câu số 3. Câu số 3 con điền là gì? Caesars. Chính xác. Câu số 4. Câu số 4 pizza. Pizza chứ không phải là pizza. Câu số 5. Câu số 5 là a dentist. Là... Tiếp tục làm cho cô câu 6, 7, 8, 9, 10 đi. Cô làm xong rồi. Nào, chưa bài nhá. Câu số 6. Floor. Câu số 6 con điền là gì? Floor. Phải lo là gì? Flower. Table. Không đọc là floor mà đọc là flower nhá. Nhờ con chính xác câu số 7. Câu số 7 là subject. Đọc sai rồi. Subject. Subject.
Câu số 8. Journalist. Câu số 8 Journalist. là gì? Journalist là sai rồi. Journalist. Câu số 9. Dictionary. Dictionary hoặc là dictionary. Câu số 10. Câu số 10 là pilot. Là gì? Pilot. Pilots. Ok, cùng đọc lại các từ vựng ngày hôm nay nha. Đọc này. A university. University. Journalist. Journalist. An actor. An actor. A dictionary. A dictionary. A salad. A salad. Flower. Proud. Pilots. Pilot. Rice. Rice. A cook. A cook. A knife. A knife. A pizza. A pizza. Scissors. Scissors. Sketches. Subject. A dentist. A dentist. Tiếp tục. Nào, nhìn vào bức tranh và câu nào miêu tả đúng với bức tranh thì con sẽ điền là yes. Câu nào miêu tả khác sai với bức tranh con sẽ điền là no nhá. Được chưa nào? Nhắc lại này. Câu nào miêu tả đúng với bức tranh thì điền yes. Câu nào miêu tả khác với bức tranh thì con sẽ điền là no. Có hiểu không? Có. Nào, làm đi. Vừa là xong rồi. Nào, câu số 1. Yes. Yes. Câu này sai rồi. The crocodile is too tall to get into the cave. Câu này có nghĩa là con cá sấu quá cao để vào được trong hang động. Câu này con cá sấu thấp nó vào được mà. Câu này sẽ là no. Câu No. hai. No. Câu số 3. No. Câu số 4. Yes. Câu số 5. No. Câu số này sai rồi. The No. girl with the blonde hair has drawn a picture of two butterflies. Câu này có nghĩa Anh là nhầm. mái với mái tóc vàng hoe. Đây là yes. Cô là yes. Vẽ một cái bức đây tranh cô nhá, đây thì là vẫn bằng là đáp chứng án đầu nhá. tiên của con rồi. Thì vẽ bức tranh của hai con bướm bướm thì câu này là đúng chứ. Câu số 6. Đúng mà cô có đọc nhầm, đây là bằng Câu số chứng. 6.
Cô có thể chụp cho cô để cô xem bằng chứng nhé. Câu số 6. No. Câu số 7. No. Tiếp tục nhá. Bài tập số 3. Michael is talking to his friend Alex about school. What does Alex say to Michael? Michael nói chuyện với người bạn Alex về vấn đề về trường học. Và Alex đã nói gì với Michael? Đọc đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng nhất. Nào, con sẽ chọn cái câu trả lời phù hợp cho mỗi câu hỏi. Có hiểu bài này không? Làm sao? Con không hiểu bài này á? Nào, chúng ta cùng đi xem ví dụ để hiểu nhá. Ở đây Michael nói là Hello Alex, where are you going? Xin chào Alex, bạn đi đâu thế? Thì chúng ta sẽ chọn cái câu trả lời phù hợp để bạn Alex trả lời lại bạn Michael thôi. Đó chính là đáp án C. Khi mà người ta hỏi bạn đi đâu thế thì Michael này trả lời là I'm going home to see my sister. Tôi về nhà để thăm em gái của tôi. Được chưa? Nào, con làm cho cô 5 câu. Làm đi.
Con ơi, con bật camera lên, sao con lại tắt camera? An Khánh ơi. Ủa? An Khánh ơi.
cô con làm xong rồi. Con ơi, con bật camera lên. Sao con tắt camera thế? Có tắt đâu. Vẫn bình thường. Sao lại cãi được một cách trắng trợn như thế nhở? Một lần nữa với cái thái độ học tập của con như thế, đừng trách cô. Còn nếu mà con không muốn học nữa thì con có thể một lần đổi đổi giáo viên nhá. Kéo camera thấp xuống. Câu số 1. Ê. Sai. She wasn't at school today. I remember now. Cô ấy không ở trường ngày hôm nay, tôi nhớ ra rồi. Thì nó phải là A. No, she wasn't. She stayed home all day. Đúng rồi, cô ấy không đến trường. Cô ấy ở nhà cả ngày. Câu số 2. F. Sai. E. Why is she ill? Tại sao cô ấy ốm à? Phải là đáp án E. Yes, she is. But it's only a cold. Đúng rồi, nhưng mà cô chỉ bị cảm lạnh thôi. Câu số 3. À. Sai G. Will she be at school tomorrow? Ngày mai cô có đến trường không? G. I think she will be, but I'm not sure. Tôi nghĩ là cô ấy có đấy, nhưng mà tôi không chắc lắm. Câu số 4. F. Sai B. Well, we are going to have a math test in the morning. Can you tell her? Chúng ta sẽ chuẩn bị có một cái bài kiểm tra môn toán là sáng hôm nay. Bạn có thể nói với cô ấy giúp tôi được không? Đó chính là đáp án B. Phải là of course I will, Michael. Tôi sẽ nói chứ. Cảm ơn Michael. Câu số 5. I've got to go now, Alex. I've got lots of homework to do. Bây giờ tôi phải đi rồi, Alex. Tôi có rất là nhiều bài tập về nhà phải làm. Đó chính là đáp án H. Me too. See you tomorrow. Tôi cũng vậy. Gặp lại bạn vào ngày mai. Nào, trước khi học tiếp thì tham gia vào